Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em. Hôm nay Siêu Sáo Song Vân lại gửi lời chào đến toàn anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay giới thiệu cũng như chia sẻ các bác một cái diều khổng lồ, diều quê ở Bắc Giang, Song Vân Tân Yên Bắc Giang cũng nhé. Đấy, thì thực tế cái diều này thì nó kích thước rất là to, nó khoảng 10 mét các bác nhé, 10 mét, sáo đơn, sáo này đi hơn 200, nhưng mà thấy là nó dài khoảng độ một sáo này, trước sáo là đã dài khoảng 1m2. Đây, thấy rất là to, rất là dài, hơn đây của nó là hơn 200, khủng khiếp không các bác. Kích thước diều thì là 10m, chiều ngang của nó cũng khá là to, hạt cá rất là to, màu đen, vừa mới làm xong, căng mất 2-3 ngày mới xong cái diều này cả làm. Đây là các nghệ nhân ở quê Song Vân, hạt cá khá là to không nhá, kích thước rất là lớn, chuẩn bị mang đồng đét thử cho anh em xem. Thì làm một cái video giới thiệu cho anh em tham khảo cái mẫu diều này. Như thấy là quê em thì chuyên làm diều, làm từ khá là lâu rồi. Nếu như các bác mà đến Song Vân Tân Yên Bắc Giang thì các bác thấy là những ngày gió này thì trên đồng, trên trời lúc nào có diều, chuẩn bị gió lên là mang cái diều này sẽ test thử cho anh em xem. Bên em thì là một nơi sản sinh ra những nghệ nhân làm diều nổi tiếng các bác nhé. Đã lâu, khá lâu rồi em không đi làm quay diều cho anh em xem, thì hôm nay là một video ngắn thôi cho anh em xem chiêu ngưỡng cái diều to khủng khiếp này. Một cái video rất là ngắn thôi, kết thúc video đây. Anh em xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh với nhá, chia sẻ anh em bạn bè cùng biết. Em sẽ kết thúc video đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn video lần sau em sẽ test thử cho anh em xem.